khi lên tàu vượt biên hơn 30 năm trước, ông Trần Đức không thể tưởng tượng được là những giờ múc từng muỗng ớt rót vào chai lại là bước đầu cho hành trình tạo dựng cơ nghiệp trị giá hàng chục triệu đô la trên xứ người. Nhà triệu phú tương ớt vừa bước qua tuổi 68, ông nhỏ con, da nhăn, có chút đồi mồi, đầu trọc để lộ đôi vai lớn so với khuôn mặt. Phong thái ông nhanh nhẹn không thua gì thanh niên, nếu không muốn nói là có phần vượt trội hơn. Một ngày làm việc của ông bắt đầu khi mặt trời mọc và có thể kết thúc khi mặt trời lặn. Ông Trần Đức nói giọng người Nam Kỳ, nếu tinh ý, người nghe vẫn có thể bắt gặp vài từ ông Đức phát âm đúng kiểu người Hoa. Tuy gia đình là người Hoa và sống tại Mỹ hơn nửa đời người, ông nói tiếng Việt chuẩn vì sinh ra và lớn lên tại Ba Xuyên, nay là Sóc Trăng. 16 tuổi, ông cùng gia đình chuyển lên Long Bình, khi đó là ngoại ô Sài Gòn, làm nghề trồng ớt. Sau năm 1975, gia đình ông Đức bắt đầu làm và bán sa tế Triều Châu cho các nơi ở Sài Gòn. Năm 1979, người thân và bạn bè ông lần lượt lên tàu vượt biên theo diện bán chính thức cho người Hoa. Mỗi người nộp 10 lượng vàng cho chính phủ. Gia đình ông Đức gom góp tiền bạc, chia thành 4 đoàn lên tàu đi. Vợ ông cùng con trai đi trước đến Indonesia, ông đi sau đến Hồng Kông. Ông học nghề đầu bếp trong mấy tháng ở đây trước khi đoàn tụ với vợ con tại Boston. Theo lời ông Đức, những ngày đầu đặt chân tới đất Mỹ cũng như nhiều người khác, ông Trần Đức chỉ mong tìm được một công việc đủ nuôi vợ, nuôi con. Khi vẫn đang làm việc tại Boston, ông nghe người nhà nói ở California có trồng được ớt đỏ. Lập tức ông mang gia đình chuyển đến tiểu bang ấm áp này sinh sống. Khó nhất là phải có nguồn ớt, ông Trần Đức nói. Nông dân Mỹ thường hái ớt khi còn xanh để giữ được lâu. Ớt đỏ rẻ giá hơn khi bán ra là đã gần hư, sắp đổ. Ban đầu, ông và người nhà cứ đi khắp các chợ tìm mua ớt, mang về. Họ dùng máy xay thịt để xay, trộn. Những người em vợ ông múc ớt bỏ vào chai, rồi đóng nhãn. Họ dùng một chiếc xe van đi giao ớt các nơi, thu thập mỗi tháng vài nghìn đồng. Có ớt làm là có người mua, chỉ sợ những lúc không có ớt để làm. Ông nhớ về những ngày đầu lập nghiệp ở Mỹ. Kinh nghiệm trồng ớt, làm ớt ở Long Bình và kể cả bí quyết học được từ ẩm thực của người Việt giúp ông giải quyết được vấn đề trữ ớt để bán quanh năm, dù mùa ớt chỉ kéo dài 3 tháng. Quý vị, đây là cái loại ớt California và tôi có biết là cái màu của nó từ màu sô-cô-la cho tới màu đỏ tùy theo cái mùa vụ mà người ta thu hoạch. Trái ớt khá là to và chúng tôi được ông David Trần cũng đã từng giải thích đó là tại sao lại dùng cái loại ớt này, vì ớt này nó có cái độ cay ổn định và thứ hai nó nhiều thịt. Quý vị, ớt cần phải có nhiều thịt thì cái làm cái tương ớt nó mới thật là ngon. 33 năm làm việc không ngừng nghỉ, ông Đức trở thành triệu phú Mỹ chỉ với món tương ớt ăn phở được khách hàng đón nhận. Công ty Huy Phong Foods liên tục phát triển trong suốt 33 năm hoạt động, từ xưởng rộng 2.500 square feet tại North Spring với 5 người trong nhà cùng làm bằng phương pháp thủ công. Huy Phong nay đã có xưởng đặt tại Irvindale rộng gần 700.000 square feet với máy móc hoàn toàn tự động. Người triệu phú tương ớt dùng hai chữ may mắn để tóm gọn về hành trình xây dựng cơ nghiệp trị giá hàng chục triệu đô la. Chia sẻ về những dịp may, ông Trần Đức kể về những quãng thời gian trồng ớt ở Sài Gòn, lợi ích không ngờ của 3 tháng đi biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, việc khai thuế và lần đầu tiên đi mượn ngân hàng ở Mỹ. Giải thích cái này làm cái kia, còn từ Mỹ không có đâu, quanh bài quanh. Ông không nhắc đến những ngày đầu múc từng muỗng tương ớt cho vào chai, lái xe giao đi từng khách hàng là khổ cực, hy sinh. Thành thứ 2-3 ngày sau bán không được. Nó đưa đi cái tiệm tương nó làm tương ớt, chứ nó không có đi mua cái tương cái ớt tươi mắc lắm. Ông không than phiền về khoảng thời gian 33 năm ròng rã làm việc 7 ngày mỗi tuần, không một ngày nghỉ mát. Ông không coi những lần bỏ qua cơ hội làm giàu là thất bại.